Thôi điểm xin giới thiệu mít chính hàng của Bayer Virus anh em nha. Là hàng chính hàng của Bayer nha. Model BS970 ha. Là màn hình hiển thị của nó anh em nha. Trước thì nó cũng giống như những mít khác thôi anh em nha. Nó set để tăng giảm volume ha. Cái này anh em set thì nó sẽ khác hơn những dòng khác nha. Tại vì cái mắt của nó là nằm dưới cái đuôi của cái vít nha. Anh em phải mở cái đuôi ra ha. Anh em có gì mua về thì cứ alo cho đi. Anh em không biết ha. Đây là tay vít của nó nha. Có dập từ Bayer Virus ở trên cái dòng vít luôn. Sau này anh em đi show thì cứ yên tâm về sóng nha. Nếu mà mất sóng có điện tôi cũng mới cho anh em. Yên tâm những cái dòng này có điện rất là nhiều. Và để cho điện một cái ruột cho anh em xem xíu đó. Tại bây giờ ông nào cũng đòi xem ruột hết ha. Đó. Anh em thấy chưa? Có điện chẳng giống như vậy. Người thật tuyệt thật. Địa chỉ cửa hàng rõ ràng, có số điện thoại cao điểm 0904063649 thì anh em cứ tham khảo thêm. Dòng này anten nó ngắn hơn xíu nha. 264 sóng quan trọng là chất lượng của sóng mà mình thấy là được rồi ha. Từ hãng nó đâu phải 4 sóng mà nó mạnh lắm. Anh em nè. Anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cao điểm nha. Ship toàn quốc Sài Gòn nhà báo ship.